Rồi, bây giờ chúng ta chỉ tiếp tục đến với cái câu tiếp theo là cái câu B. Ở đây là chúng ta cần chứng minh rằng là KB nhân với KC đúng không nào? Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chúng ta giải cái câu hình là cái câu hôm trước thầy đã like nhưng mà chúng ta câu hình để lại đúng không nào? Thì ở đây đầu tiên chúng ta vẽ hình ra này, cho tam giác ABC ở đây là vuông tại A, đường cao là AH. Đó, thì bây giờ chúng ta vẽ tam giác vuông ra nhé. Xin lỗi là A, B và C. Đường cao là AH đúng không? À, như vậy thì bây giờ các bạn sẽ nối rồi gọi MN lần lượt là hình chiếu của H. Như vậy từ H thì chúng ta hình chiếu của H chúng ta kiểm vuông góc xuống ha. Đây là M, ở đây là N. Rồi bây giờ chứng minh rằng là tam giác là AHC đồng dạng với tam giác là HMA. Đây tam giác là AHC được tính là cái tam giác như này nè. Ở đây chính là cái tam giác này đúng không? AHC. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh nó sẽ là đây tam giác AH này, C này với cái tam giác là HMA. HMA, thử xem là coi trường hợp này nó có đồng dạng hay không nhé. Thì bây giờ thứ nhất rõ ràng chúng ta thấy là hai tam giác này là có góc H và góc M là bằng 90 độ đúng không? Tiếp theo nữa là chúng ta có góc gì đây? Cái góc A là bằng với góc gì đây? Góc H, vì hai góc này là sau lìa trong bởi vì MH là song song với AN, được chưa? Như vậy ra chúng ta sẽ dễ dàng có được là có gì nào? Chúng ta có được là cái góc là A MH à AHC ở đây bằng với góc là gì? MHA HMA là bằng 90 độ này. Rồi chúng ta có góc gì? H A AC HAC bằng với góc là HMH HA. Một mặt ra vì đây là hai góc sau lìa trong. Và do và gì nữa? Và MH này là song song với AN thì chúng mới bằng nhau được hả? Từ đó chúng ta kết luận là gì đây? Suy ra là cái tam giác là AHC này đồng dạng với cái tam giác là HMA theo trường hợp là góc góc. Đó, theo trường hợp là góc góc. Như vậy là chúng ta xong câu câu A. Nhân với KC thì cái này nó chính là bằng cái gì nè? Là bằng KH bình phương. Thì bây giờ cái để mà chúng ta chứng minh thường là chứng minh cái dạng tích này bằng nhau á, thì thông thường thì chúng ta chỉ chuyển nó về như này nè. Cái ý tưởng ở đây là chúng ta thường là chúng ta chuyển về các cái cạnh tương ứng tiền lệ đúng không? Các
Ở đây thì KB phải chia KH này bằng cái gì nè? Bằng KH trên cho KC. Đó. Chúng ta vận dụng các kiến thức về về tam giác đồng dạng để chúng ta chứng minh. Như vậy bây giờ muốn có được cái tỷ lệ này thì có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đưa các cái cạnh này vào hai tam giác, đúng không? Chắc chắn là cái tam giác gì đây? KBH mà đồng dạng với cái tam giác là gì? KHC. Nhưng mà nếu mà chúng ta tư duy theo kiểu đó thì chúng ta chỉ thấy được vấn đề là gì nào? KBH rõ ràng không phải là tam giác rồi, đúng không? Cho nên rõ ràng chúng ta việc mà ta đưa cái tam giác KBH này đồng dạng với tam giác KHC thì không thể nào được. Thế thì bây giờ làm sao để chúng ta nghĩ coi nè, nghĩ cái phương hướng mà để chúng ta giải quyết cái trường hợp này. Trong trường hợp mà chúng ta không tìm được là hai cái tam giác, đúng không? Thì bắt buộc là chúng ta phải đi nhỉ? Chúng ta phải chứng minh hai cái tỷ lệ này, đúng không? Nó phải bằng với một cái cặp cạnh nào đó trung gian, đúng không? Có nghĩa là bây giờ em chứng minh KH trên KC bằng với cái cặp cạnh nào đó, tỷ lệ với cái cặp cạnh nào đó, hoặc là KB chia KH tỷ lệ với cặp cạnh nào đó. Mà hy vọng rằng thì từ cái việc đó mà chúng ta chỉ đi chứng minh được hai tam giác đồng dạng thông qua cái tỷ lệ đó. Có nghĩa là bây giờ chúng ta để ý trong phân tích trên hình vẽ coi nè, là chúng ta chỉ thấy được là cái KB mà chia KC, thì cái việc mà chúng ta tìm cái cặp cạnh mà tỷ lệ với hai cạnh này là KB chia KC thì chúng ta không có được ý tưởng nào cả, đúng không? Không có. Nhưng mà chúng ta để ý KH mà chia KC này, thì dễ dàng thấy là chính là bằng KM nhân KN. Vì sao nào? KH chia KC là bằng KM chia KN. Bởi vì chúng ta có MH song song với NC, thì cái này chúng ta áp dụng cái kiến thức về định lý Thales, đúng không? Nếu một tam giác mà có một cạnh song song với một cạnh, đúng không? Có một đường thẳng song song với một cạnh và cách hai cạnh còn lại, thì nó sẽ định ra trên hai cạnh đó là tương ứng những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Như vậy ở đây ta có MH này song song với NC, thì chúng ta sẽ có được là KH trên KC sẽ bằng là KM nhận chia cho KN. Như vậy ở đây thì để chứng minh được cái đẳng thức trên thì thứ nhất là chúng ta có KH này chia cho KC là bằng KM chia cho KN. Thế bây giờ chúng ta hy vọng rằng là chúng ta phải mượn cái tỷ lệ này KM trên KN này để chúng ta chứng minh được cái này. Có nghĩa là bây giờ chúng ta cần chứng minh cái KB này chia cho KH này chính là bằng KM chia KN. Đó. Chúng ta suy nghĩ lần lượt như vậy thì chúng ta xem là cái ý tưởng là chúng ta có đúng hướng không nha. Nếu không đúng hướng thì chúng ta sẽ đi theo hướng khác. Thì bây giờ chúng ta hy vọng rằng là cái dự đoán chúng ta là đúng. Đó. Ở đây là KB nhân KH, thì cái này là chúng ta chỉ gì nào? Hy vọng là chúng ta tìm được một cái tam giác nào đó để phục vụ cho việc chứng minh cái này. Thì có phải là chúng ta nhìn ở đây là chúng ta có KBM không nè? KBM. Chúng ta quét hết các đỉnh trên cái tử thức này, nó chính là nằm trong một cái tam giác. Quét hết các cái đỉnh nằm dưới mẫu thức này thì cho chúng ta một cái tam giác là KHN. Nhưng mà KBM xem với KHN coi nào có đồng dạng không. Chúng ta rõ ràng thấy nó đồng dạng bởi vì chúng ta có MB song song với NH này, đúng không nào? Rõ ràng ở đây là gì? Theo gì đây nè? Theo định lý Thales. Ở đây là có gì nè? Có BM. Đó, BM này nó song song với là HN. Cho nên ta có được đường này. Đó. Nó kết hợp hai cái này lại suy ra cái này. Như vậy chúng ta phân tích như vậy là được ổn rồi, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta phân tích xong là bây giờ trình bày ngược lại, đúng không nào? Đó, chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trình bày ngược lại vấn đề nhé. Rồi. Xóa phần này, phân tích xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày. Đó. Hy vọng là các bạn cứ làm theo cái sơ đồ cài thế này để các bạn đi ngược lại vấn đề là các bạn sẽ tìm được. Đó. Thì tổng hình là như vậy, đúng không? Đó là một phương pháp là sơ đồ cài rất là hiệu quả. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét. Xét cái tam giác gì đây? Là KNC. Có gì nè? Thứ nhất là chúng ta có BM song song với NH,
Ở đây là B thuộc KC đúng không? Và M thuộc KN. Như vậy từ đó chúng ta suy ra được là gì? Theo định lý Thales chúng ta sẽ có gì đó nè. Nên là gì đây? Theo định lý Thales ta suy ra được là cái tam giác là KBM này đồng dạng với tam giác là KHN. Ở đây là K KNH nhé, mấy KNC xin lỗi nhé, KNH. Ở đây ta có BM là song song với NH, mà B là thuộc KH chứ không phải là KC đâu nhé. Còn M này thuộc là KN, đúng rồi. Được đấy, các bạn suy ra được là chúng ta có được là KB trên cho KH bằng gì? Bằng KM chia cho KN là 1, chưa? 1. Rồi, tương tự như vậy, chứng minh tương tự nè. Ở đây thì ta có gì nè? Xét cái tam giác gì đây? Cái tam giác là KNC. Có gì? Ở đây ta có MH song song với NC. Ở đây là H thuộc KC và M thuộc gì? KN. Đó. Cho nên thì theo cũng theo là gì đây? Theo định lý Thales đúng không? Thì ta suy ra được đó là KH mà trên cho HC sẽ bằng gì? Xin lỗi, KH trên cho KC thì nó sẽ bằng KM trên cho KN. Hai như vậy từ 1,2 thì chúng ta suy ra được là KH nhân KC là bằng KB nhân cho KH, hay là gì nè, chéo huyền sẽ bằng chéo sắc, tức là KB nhân cho KC là bằng KH bình phương. Đó là điều phải chứng minh đúng không? Điều phải chứng minh. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái câu câu 2 ở đây, câu B ở đây nhé. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cái câu C. Bây giờ gọi O là trung điểm của BC, Y là giao điểm của MN và AH. Như vậy thì ở đây chúng ta có được là giao điểm Y chính là MN giao AH ở đây. Và O là trung điểm của BC đúng không nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nối O B lại chưa? Thì bây giờ chứng minh rằng là OI vuông góc với AK nè. Đó, câu C này. Đó, bây giờ chúng ta phân tích thử xem là để chứng minh rằng OI vuông góc với AK. Câu C này chúng ta cần gì nè? OI mà vuông góc với AK. Như vậy đây AK chúng ta nối lại nhé. OI mà vuông góc với AK. Bây giờ ta phân tích thử xem là ở câu C này thì thông thường để chứng minh hai đường thẳng vuông góc thì chúng ta nghĩ ngay đến việc là chúng ta đi chứng minh là gì nào?
là trực tiếp, tức là tổng số đo hai góc nó bằng 90 độ, đúng không? Tức là chứng minh OI mà vuông góc với AK là bằng 90. Nhưng mà việc về OI với AK nó không cách nhau, đúng không? Nếu mà chúng ta kéo dài ra đó thì nghĩ việc mà chúng ta chứng minh trực tiếp coi có được hay không. Thứ nhất ở đây là đề bài cho chúng ta không có dư kiện nào về góc. Phân tích thử xem việc để chứng minh như thế này. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý rằng là gì nào? Chúng ta thấy là cái OI này chính là giao điểm của KN với là AH, mà chúng ta có AH này vuông góc với KO. Nếu như mà chúng ta đề bài yêu cầu nó chứng minh là KN mà vuông góc với AO, với OI, KN này, K, à, xin lỗi là OI mà vuông góc với AK, thì có phải là Y này chắc chắn phải là trực tâm không nào? Đúng không? Phải trực tâm. Bây giờ từ đó tôi dự đoán xem là bây giờ nè, như vậy thì AH vuông góc với KO, mà bài toán yêu cầu là chúng ta chứng minh OI mà vuông góc với AK. Như vậy chắc chắn là Y này chính là giao điểm của hai đường cao là K AH và KN, đúng không nào? Và OI, đúng không nào? K AH và OI. Đó, Y chính là trực tâm bởi vì nó chính là giao điểm của hai đường cao. Nếu như mà chúng ta chứng minh điều đó, OI mà vuông góc với AK thì chắc chắn Y này trước đó phải là trực tâm, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta phải tìm cách là chúng ta phải đi gì? Chứng minh trước là Y này trực tâm trước, đúng không? Mà để chứng minh trực tâm thì thông thường là chúng ta chứng minh Y nó chính là giao điểm của hai đường cao. Như vậy thì rõ ràng ở đây thì bài toán đã nói là chứng minh OI mà vuông góc AK rồi. Cho nên việc là chúng ta để chứng minh đường cao thì bắt buộc chúng ta phải chứng minh là cái đoạn là KN này phải vuông góc với AO, đúng không? Ta có AH này vuông góc với KO rồi, thì bây giờ chứng minh là KI hay là KN này vuông góc với AO thì chắc chắn Y chính là trực tâm. Đó, như vậy thì bây giờ chúng ta cần phải chứng minh là gì nè, Y là trực tâm, đúng không nào? Có nghĩa là bây giờ chúng ta chứng minh Y là trực tâm. Đó, cách đó là một cái hướng mà chứng minh hai tam giác, hai cạnh hai đường thẳng vuông góc, Y là trực tâm của cái tam giác gì? KEO. Và bây giờ muốn chứng minh thì ở đây chúng ta đã có gì rồi? Đã có là AH vuông góc với KO rồi. Bây giờ muốn chứng minh trực tâm thì bắt buộc chúng ta phải tìm đường cao nữa, đó là KI phải vuông góc với gì? Phải vuông góc với AO. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là gì nào? Gọi là KI cách AO giao điểm, đúng không? Là tại chỗ này là cái điểm B đi. Cho điểm B. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta phân tích thử xem là như vậy để chứng minh hay khác đi là bây giờ có phải là KI vuông góc, có nghĩa là bây giờ chúng ta cần chứng minh gì đây nè, cái điều này đó, cái mấu chốt là bây giờ chúng ta phải cần chứng minh là KI vuông góc với AO. Đó, các bạn chứng minh được không nè? Chúng ta suy nghĩ thử xem làm thế nào để chứng minh KI vuông góc với AO. Đó, thì bây giờ để KI mà vuông góc AO thì có phải là chúng ta đi cần chứng minh gì? Chứng minh cái góc này vuông, đúng không nào? Được không? Hay là góc này vuông? Đó, thì bây giờ chúng ta để ý xem. Đó, có nghĩa là bây giờ chúng ta phải cần phải chứng minh rằng là AB hay là một cạnh nào đó vuông góc. Thì bây giờ chúng ta để ý xem, suy nghĩ thử coi vuông góc không. Bây giờ để chứng minh hai cái đường thẳng là AO và KI vuông góc thì chúng ta có thể là đưa về gì? Chúng ta sẽ chứng minh hai góc gì đấy, hai góc còn lại đó, chúng ta đưa nó vào tam giác và thì chứng minh, ví dụ có thể là chúng ta chứng minh thử xem là góc này cộng với góc này là bằng 90, thay vì chứng minh trực tiếp thì nó sẽ dễ hơn, đúng không nào? Chúng ta ở đây mục đích là chúng ta vận dụng kiến thức tam giác đồng dạng để chứng minh góc và góc và chứng minh được là tổng hai góc A với N thì xem có bằng là 90 độ hay không, thì suy ra là ANB sẽ vuông là bằng 90 độ, hay là khác là KN sẽ vuông góc với AO. Đó, bây giờ dự đoán tôi xem là gì nào? Là chúng ta xét gì đây nè. Chúng ta cần chứng minh gì nè? Cái góc là BAN thì xem cộng với góc gì đây? Là ANB.
là bằng 90. Đó, chúng ta có thể chứng minh cái tam giác khác cũng được, hay là chứng minh là góc A này, góc IA AB cộng với góc là AIB cũng bằng 90 đều được. Thì chúng ta chọn thôi, tùy. Thì bây giờ chúng ta để ý thử xem là cái tam giác này vì sao hai góc này bằng 90 độ. Bây giờ phải tìm cách chứng minh ha. Bây giờ các bạn để ý xem nè. Các bạn để ý xem. Thứ nhất là ở đây chúng ta có là MH này song song với AC, cho nên rõ ràng cái góc góc H này chính là bằng góc này, đúng không nào? Đúng chưa? Bằng góc luôn, vì soi lê trong đúng không? Bằng soi lê trong. Thứ hai nữa là chúng ta có O là trung điểm của BC, cho nên rõ ràng là AO là đường trung tuyến của tam giác vuông là ABC. Mà chúng ta biết rằng đường trung tuyến tam giác vuông này nó sẽ bằng là gì nè? Nó sẽ bằng ngửa cạnh huyền, đúng không? Đó. Như vậy đây chúng ta có là gì nè? Ta có AO là đường trung tuyến. Của cái tam giác gì đây? A, tam giác vuông ABC. Đó. Cho nên chắc chắn rõ ràng là nó suy ra được là gì? À, độ dài đường trung tuyến OA thì nó sẽ bằng OB bằng O OC và bằng 1/2 lần B BC. Cho nên rõ ràng cạnh này bằng cạnh này, đúng không? Đó, nhưng vấn đề ở đây là gì nè? Nhưng mà bây giờ chúng ta chứng minh thử xem là có ổn hay không nha. Như vậy bây giờ chúng ta ký hiệu góc A đây đi, là hai gạch được chưa, để phân biệt với góc kia, hai gạch này. Thì như vậy thì chúng ta sẽ liên tưởng coi nè, chúng ta có góc A, góc gì nào, góc BAN này chắc chắn sẽ bằng góc này, đúng không? Vì tam giác căn, đúng không nè? Tam giác là OAC căn, vì sẽ có OE bằng OC căn tại C. Cái thứ hai nữa là chúng ta để ý cái góc này bằng không nè, đồng vị này đấy. Đó, như vậy chúng ta đã có được là liên tưởng cái này rồi nè, góc A bằng góc C và bằng góc H. Đó. Mà chúng ta gì nữa nè, đồng vị rồi đúng không? Rồi chúng ta có góc ở đây thì chúng ta có góc này là solitron nha, là nhầm ở chỗ này. Đó, cái góc NNB này sẽ bằng góc là HNMI, là hai góc này solitron. Đó. Nhưng mà vì chúng ta cũng biết rằng là cái tứ giác là MHNC này chính là hình chữ nhật, đúng không? Vì nó có ba góc vuông rồi. Đúng không nào? Có ba góc vuông cho nên hình chữ nhật. Cho nên rõ ràng là cái IM này sẽ bằng IH, đúng không nào? IM sẽ bằng IH. Vì đường chéo, hai đường chéo bằng nhau thì cho nên cái tam giác này cũng căng. Căng. Cho nên lúc này chúng ta sẽ có được là cái góc H bằng góc M này. Đó. Như vậy rõ ràng góc H là bằng góc này. Được chưa? Như vậy thì chúng ta đã chứng minh được rồi, đúng không? Rõ ràng là chúng ta thấy là mà chúng ta quan trọng là chúng ta có góc này này cộng với góc mà vàng mà cái góc H1 này cộng với góc H2 là bằng 90. Đó, như vậy thì rõ ràng chúng ta có góc A cộng N bằng 90. Như vậy bài toán chúng ta chỉ được giải quyết. Đó. Đó, thì bây giờ thầy xóa cái bảng này nhé, để thầy chứng minh nhé. Phân tích xong rồi. Bây giờ thầy chứng minh tuần tự ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên là chúng ta có gì đây nè, ta có OA là đường trung tuyến. Của gì? Của cái tam giác là vuông là ABC. Được chưa? Của tam giác vuông ABC vuông tại A.
Từ đó các bạn suy ra được là OA bằng OB bằng OC là bằng 1 phần 2 lần BC tính chất đường trung tuyến trong dạng trục vuông. Như vậy từ đó thì các bạn suy ra được là gì nào? Cái tam giác là OAC này cũng căng tại gì đây? Căng tại O. Từ đó các bạn suy ra được là góc O. Cái góc gì nào? Cái góc là OAN sẽ bằng với góc là OCN. Rồi. Được chưa? Hay là gì? Hay là ý AN nó bằng với góc gì? Nó bằng với cái góc là BCN, BCA đúng không? Đó, chính là bằng cái góc là H. Được chưa? Chính là bằng góc là HAC, được chưa? Hay là cái bằng cái góc HAC, OAC, OCN. Đó. Ký hiệu là một đi. Được chưa nào? Mặt khác chúng ta lại có gì nữa nè? Mặt khác là chúng ta có MH này song song với AC. Cho nên ta suy ra được là cái góc BHM này sẽ bằng với góc gì? Cái góc BHM bằng chỉ góc OCN. Không biết là đồng vị. Đúng không? Nhưng mà từ đó thì các bạn sẽ suy ra được là cái gì đây? Là chúng ta có được là gì? Suy ra được là cái góc là IAN ON đúng không? Xin lỗi là B BN nhé, B BN nó sẽ bằng với góc gì? Với góc là BHM. Xóa chỗ này đây, ký hiệu là một chỗ này cho nó nhấn mạnh một ký nha. Ý tưởng ở đây là thầy chỉ chứng minh là nó tổng hai góc này là bằng góc này, góc H1 này này cộng với góc H2 này. Đó. Được chưa? Như vậy chúng ta đã xong được một ý là chúng ta có được cái góc A này bằng với góc góc H2 rồi, thì bây giờ chúng ta chứng minh góc N này bằng góc H1 nữa. Được chưa? Rồi. À, tương tự thì ra ta có gì nè, tương tự ở đây thì ta có được là góc BNA bằng với góc là gì? Cái góc là HMN. HMI cho HMI. Nghĩa là hai góc là gì? Solitron. Được chưa? Rồi lại có gì nữa nè? Lại có cái tam giác là y m n căng tại y là do ở đây là gì nè? Do là mi bằng ih và nó bằng gì? Bằng cho nên ở đây chúng ta chịu chứng minh chỗ này nó hơi lấn cấn, chỗ này phải chứng minh nó rõ ràng minh bạch ra này. Rồi chúng ta dễ thói là MHNA đúng không? Dễ thói này gì nè, cái tứ giác là MHNA là hình chữ nhật đúng không? MHNA là hình chữ nhật. Được chưa? Cho nên là suy ra chúng ta sẽ có được là gì đây nè? Là AH sẽ bằng với vậy MN. Thì tương đương với là gì?
MI sẽ bằng là gì? IH. Đúng không? Thì tương đương là MI sẽ bằng với IH. À, hay là cái tam giác là Y IMN căn tại Y. Đó, căn tại Y. Nó căn tại Y, do đó là chúng ta sẽ suy ra được là cái góc gì đây? Cái góc là gì nào? BNA là sẽ bằng với góc là IMH rồi đúng không? HMI rồi. Cho nên là HMI sẽ bằng với góc là gì đây? Suy ra là góc HMI này sẽ bằng với góc là gì? HNI. IHM IHM. Đó. Như vậy thì từ đó khi bằng suy ra gì đây? Ở đây chúng ta có là cái góc gì đây nè, góc BNA này bằng góc HMI, mà góc HMI là bằng góc IMH đúng không? Đó, từ đó các bạn suy ra là BNA. BNA là bằng với gì? Bằng với góc là MHI. Hai và ba đi. Từ 2 và 3 suy ra là BNA bằng góc là Y IHM. Đó. Rồi, ký hiệu đó là 4. Được chưa? Bây giờ các bạn để ý 1 với 4 này. Các bạn để ý chỗ này. Chúng ta có góc BAN với góc này. BNA. BAN. Đây. BAN. Đó. Là bằng với góc là BHM. Đúng không? BHM. Rồi. BNA đúng không? BNA là bằng với góc IHM. IHM. Mà chúng ta biết rằng cái góc H này với góc cái góc BHM với cái góc là IHM là bằng 90 độ đúng không? Mà IHM cộng với gì? Cộng với là BHM là bằng góc gì đây? Là sẽ bằng với góc là KHA đúng không? Bằng BHA. Là bằng 90 độ. Được chưa? Nên từ 3, từ 1 và 4 thì các bạn suy ra được đúng không nào? Nên là gì đây? Từ 1 và 4 thì các bạn sẽ suy ra được là cái góc này cộng với góc này là bằng 90, suy ra là BAN cộng với BNA là bằng 90 độ. BNA cộng với gì? Cộng với BNA. BAN là bằng 90 độ, đúng không? Thì suy ra là chúng ta có được là góc gì? Như vậy đã có được là chứng minh hai góc này bằng nhau rồi, thì suy ra góc AIN là vuông góc đúng không? Suy ra AIN bằng 90 độ. Từ đó các bạn suy ra được là AIN bằng 90 thì suy ra là AKI sẽ vuông góc với AO. Mặt khác, theo giả thuyết là AI cũng vuông góc với KO rồi đúng không? AI vuông góc với KO rồi. Đúng chưa? AI vuông góc với KO. Cho nên suy ra Y là trục tâm của tam giác là KAO. Y là
trung tâm của tam giác là KO. Và do đó các bạn suy ra luôn là cái đường cao chắc chắn là OE sẽ là đường cao thứ ba. OE là sẽ vuông góc với K. Điều phải chứng minh. Đó. Như vậy là chúng ta giải quyết xong câu số với cái câu cuối cùng, ý cuối cùng nha. Ở đây thì ta có gì nè? Ta có AH mà chia AO là bằng 40 phần 41. Tức là người ta cho chúng ta tỷ số một cạnh, một tỷ số có độ dài rồi. Yêu cầu tìm tỷ số giữa hai cặp cạnh còn lại. Nhưng mà bây giờ ta phân tích thử xem là AH với AO với AB với AC có mối liên hệ gì không. Thì thông thường thì các bạn nghĩ là chúng ta chỉ đưa chứng minh là cái tam giác chứa cạnh AH với AO đồng dạng với tam giác chứa cạnh AB với AC. Đó, liệu rằng có đúng hay không? Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ thử xem nào. Rõ ràng ở đây thì chúng ta không có một cái hướng nào để chứng minh được hết. Bởi vì ta có góc H là bằng góc A, nhưng mà chưa chắc thì góc O nó đã bằng góc B, đúng không nào? Chưa chắc. Đúng không nào? Chưa chắc. Cho nên việc mà chúng ta đi hướng như vậy là chứ không được, đúng không? Thì không thể nào là tam giác AHO đồng dạng với tam giác là ABC được. Nhưng mà ở đây chúng ta để ý một điều rằng là từ cái tỷ lệ này chúng ta rút ra được cái gì nè? Là AH mà chia 40 nó sẽ bằng là O chia cho 41, đúng không? Thì cái này giả sử nó bằng nhau là bằng T. Như vậy từ đó các bạn rút ra được là gì nè? AH là bằng 40T và AO này là bằng 41T. Đó. Thì bây giờ chúng ta có tìm cách là chúng ta sẽ biểu diễn theo cái tham số T này, đúng không? Theo cái ăn T này để chúng ta đi tính AB và AC theo T này. Đó, cái ý tưởng là như vậy. Thì bây giờ làm sao để chứng minh là AB với là AC, AB chia AC, thì có rất là nhiều cách. Nếu như bây giờ chúng ta biểu diễn được ở đây là mà chúng ta biết rằng là cái AB mà chia AC, coi nào. Ý tưởng là bây giờ chúng ta phải AB chia AC này thử xem là nó bằng với cái tỷ lệ nào đó mà liên quan đến là AH với AO hay không, hay là liên quan đến cái cạnh nào đó mà để chúng ta biểu diễn được T, đúng không? Thì ý tưởng chúng ta chỉ tìm cái tam giác nào đồng dạng với tam giác chứa AB với AC, chính là tam giác ABC nè. Như vậy ở đây các bạn tìm xem nào. Như vậy thì ở đây chúng ta dễ thấy là gì nè? Cái tam giác này, các bạn để ý cái tam giác ABC này nó sẽ đồng dạng với cái tam giác vậy là nè, AHC này. Đúng không? Thứ nhất là nó có góc, cái góc A là bằng với góc H, C chung, đúng không? Đó, cho nên từ đây thì các bạn suy ra được là gì đây? Dễ dàng là dự đoán được, đúng không? Đó, chúng ta phải đi từ từ như vậy, đúng không? Thì từ chỗ này chúng ta suy được là AB trên cho A, AH là bằng gì? Là bằng A BC, ABC đồng dạng với tam giác là AHC. A BC như vậy là H gì đây? Xin lỗi, là H AC chứ không phải là A. Đây thì tương ứng với là với H nha. Và B đây thì tương ứng với góc là gì? Góc A. Đó, từ đây các bạn suy ra AB mà chia cho HA lại bằng cái gì? Bằng là AC. Như vậy bây giờ chúng ta phải tìm được, moi ra được cạnh AC cơ. Thì chúng ta có được là AC mà chia cho gì đây? HC được không nào? Đó, thì cái này á, rõ ràng là bây giờ muốn có được AB trên cho AC thì bây giờ các bạn chuyển là AB trên cho AC, thì cái này là bằng gì? AH mà trên cho HC. Như vậy bây giờ các bạn tìm cách biểu diễn AH với HC theo T được không? AH này có rồi, còn AO
Thì HC này các bạn biểu diễn được không nào? Như vậy HC đó dễ dàng là chính là bằng gì? Bằng biểu diễn như thế nào nè? Chúng ta này ở đây câu câu trước là chúng ta đã có OA là chính là bằng OC rồi. Như vậy OA 41T thì OC cũng là 41T đúng không? Mà HC là bằng OC cộng HO. Như vậy giờ HO biểu diễn theo T được không? Quá dễ rồi đúng không nào? Thì HO đây thì chúng ta sẽ có Pythagore, chúng ta sẽ biểu diễn được theo T bởi vì AO có, AH có, như vậy biểu diễn theo T được vì áp dụng đến Pythagore. Được chưa? Đó, như vậy cái ý tưởng này chúng ta đi chứng minh như vậy ha. Thì bây giờ nè, chúng ta phải đi tính được cái gì? À, HO trước đúng không? Bây giờ áp dụng định lý Pythagore, định lý Pythagore cho cái phân tích đó thì zoom lại nhé. Áp dụng định lý Pythagore cho cái tam giác là AHO vuông vuông tại H. Được chưa? Như vậy thì các bạn chỉ tính được biểu diễn được HO đúng không? Như vậy thì sẽ ra HO bình, thì cái này bằng AO bình và trừ cho AH bình, thì cái này là bằng bao nhiêu? 41 T bình mà trừ cho 40 T bình, thì cái này các bạn tính ra được là bằng 81 T bình. Như vậy thì các bạn suy ra được là HO này bằng bằng 9 T đúng không? Bằng 9 T. Có được 9 T rồi thì các bạn suy ra được là HO mà chúng ta biết rằng là gì? Như vậy là chúng ta có được là gì? Vì ở đây là gì nè? OC bằng OB bằng OH bằng OA bằng gì đây? Bằng 1 phần 2 lần BC đúng không? Đó. Cho nên chỉ là bằng bao nhiêu nè? Bằng nên suy ra được là chúng ta có được là O. Vì ở đây là chúng ta biết rằng OA là đường trung tuyến này, cho nên là OA bằng gì? Bằng O, OB bằng OC. Ta có này. Nói ra là tính chất vậy đấy, đường trung tuyến. Trong cái tam giác vuông. Đúng không? Tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông. Như vậy từ đây các bạn suy ra được là OC là bằng OA là bằng 41T. Đó, thì tiếp tục các bạn suy ra được là HC đây là bằng gì? HO mà cộng cho OC là bằng 9T mà cộng cho 41T là bằng 50T. Đó. Như vậy ở đây thì chúng ta đã có được HC rồi, AH cũng có rồi, như vậy thì chúng ta suy ra được đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta xét gì đây nè, xét cái tam giác là ABC và tam giác là HAAC đúng không? Tam giác là ABC và HAAC có gì? Có góc A bằng góc H là bằng 90 độ, C chung. Từ đó các bạn suy ra là cái tam giác ABC này đồng dạng với tam giác là HAC. Cho nên từ đây các bạn suy ra được gọi là AB mà trên cho AH là sẽ bằng AC mà trên cho HC, thì tương đương với là gì nào? AB trên cho AC, cái này chính là bằng AH mà trên cho HC, mà AH ở đây là chúng ta có được là 40T đúng không? Chia cho HC là 50T
Và cái này chính là bằng 4 phần 5. Như vậy đã xong cái câu câu 4. Được chưa? Như vậy kết thúc ở đây nhé. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài giảng tiếp theo.